dạ hello em xin chào cô chú anh chị yêu hoa lan trên toàn quốc nha hôm nay em sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị mình vài cái mặt hoa các loại da sưu tầm để cô chú anh chị mình cùng xem và cùng sưu tầm nha à, hôm nay em sẽ sale cho cô chú anh chị mình vài cái mặt hoa sưu tầm giá khá là ok luôn cho cô chú anh chị mình sưu tầm lấy giống về chơi ha đầu tiên ấy, em sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị mình một cái hướng cây bốn mươi vũng tàu hướng này thì hướng bé thôi cả nhà đây này hướng thân của nó là nó cao khoảng một gang tay của em đó cao khoảng một gang tay nhưng mà thân đầu này hiện tại á, là em đã khai thác rồi nha cái hướng này em cũng vừa mới tách ra thôi đây vừa mới tách ra thôi nha cả nhà thân đầu thì đã khai thác nó vẫn còn một mắt gạo ở thân đầu vẫn còn một mắt gạo ở thân đầu thân sau thì nó có có nhú cái măng lên khá là mập khá là to rồi nè cả nhà đó ngay tay em chỉ nè cả nhà thấy không đó rất là mập luôn À, hướng này là em chia sẻ hướng giống thôi đó hướng em chia sẻ hướng giống em chia sẻ hai thân này á, với giá là 450 trăm năm em bao ship 450 trăm năm em bao ship cho cô chú anh chị nào mà à, mình sưu tầm lấy giống trồng thì mình liên hệ với em cây này là 40 vũng tàu 40 vũng tàu nó là một cây khá là hot và khá là đẹp nha cả nhà cái này là cái hướng giống thôi chia sẻ cho cô chú anh chị mình lấy giống thôi đây nó cao nè đó, cô chú anh chị mình xem ha hơn một găng tay của em một chút xíu đó à, thân đầu là em đã khai thác rồi à, còn một mắt gạo thân sau thì còn nguyên đang đang nhú măng rồi đang nhú măng rồi đó đang nhú măng rồi nha cả nhà đó cái này vẽ thì cô chú anh chị mình có thể là trồng à, ẩm một chút xíu đó cho nó nhảy rễ mới và nó đã đã lên măng rồi cả nhà trồng treo trong mát á treo trong hai lớp lưới như kiểu em nè em em sẽ có một cái khu em treo hai lớp lưới che mát luôn là em sẽ để những cái hướng em mới vừa tách như thế này và trong đó đó khi nào mà rẽ ra ok Mắt lên ok thì em mới đưa ra ngoài đó à, cái phần này là 450 ngàn em bao ship nha cả nhà 40 vũng tàu đó à, rất là 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 ít khi có được những cái hướng giống như thế này để cho cô chú anh chị mình mình sưu tầm chơi đó cô chú anh chị nào mà yêu thích cái cây này lâu rồi mà mình chưa có 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 sưu tầm được á thì nếu mà cảm thấy ok thì liên hệ với em số điện thoại của em là 0386232357 đó là số điện thoại của em nha 40 Vũng Tàu nha cả nhà 40 Vũng Tàu đó rồi tiếp theo em sẽ chia sẻ cho cả nhà mình một cái hướng cây 142 màu lạ 142 màu lạ cây này là được à, sổ ra tại Bình Phước chỗ em luôn ha đó cái này em chia sẻ là hướng một thân đầu zin kèm cái thân này có ma, có mắt ngủ đầy đủ nhưng mà lại không không có thân. Đó, chỉ là cái khúc cùi thôi. Lúc trước nó lên á tách ra nó bị gãy thân cho nên là em cắt bỏ luôn. Đó. À, nó nó mắt ngủ là còn đầy đủ nha, mắt ngủ còn đầy đủ, thân đầu mắt ngủ cũng ok hết luôn. Phần này á thì em sale cho cô chú anh chị mình với giá là 650 000 em bao ship cho cái thân này. Đó, giá hôm nay là em sẽ sale cho cô chú anh chị mình luôn à, ừ. Nếu mà cô chú anh chị mình theo dõi giá từ trước tới giờ thì mình sẽ biết Trong cái video hôm nay ấy, em sẽ sell cho cô chú anh chị mình lấy giống chơi đó à, Một giá duy nhất trong hôm nay thôi Nếu mà ấy ô, Thì cô chú anh chị mình cứ liên hệ với em 650 ngàn cho cái thân này Cây to đẹp nha Cây 142 nè Cái màu của nó thì hơi khó tả cái màu nó hơi khó tả tại vì nó có tới ba bốn màu nó trộn lẫn với nhau á nó hơi khó tả cho nên em cứ gọi là 142 màu lạ thôi cả nhà 142 màu lạ 650 ngàn cho cái thân này cô chú anh chị nào mà sưu tầm thì mình liên hệ với em nha cả nhà rồi và tiếp theo em có một thân giữa một một thân giữa cây à, uh, 142 cam cây này là ngày xưa là gốc của anh uh, uh, hoa biển kiên giang á cây gốc của anh hoa biển kiên giang cây 142 màu cam 142 màu cam cái này em chia sẻ là hướng một thân giữa Hướng một thân giữa nha Một thân giữa ở đây vẫn đang còn hai mắt ngủ Vẫn đang còn hai mắt ngủ luôn Hướng một thân giữa này á Thì em chia sẻ với giá là à, Giá hôm nay em chia sẻ cho cả nhà mình Thì khá là êm luôn 600k cho cái thân này thôi 600k cho cái thân này Em bao ship cho cô chú anh chị mình luôn 600k cho cái thân giữa này Cây 142 này thì thân lá nó cũng lùng thôi cả nhà, nó không có cao, nhưng mà nó khá là mập nha Cái thân của nó nè, cả nhà mình xem nè, nó rất là mập và rất là đẹp luôn Cây 142 cam, 142 cam, cây này gốc của anh Hoa Biển Kiên Giang à, 600k, 600k cho cái thân này Cô chú anh chị nào mà sưu tầm thì mình liên hệ với em 142 hoa cam, nó là dòng sổ của đài, dòng sổ 142 á Dòng sổ đó là cùng thời với cái dòng 158, 142, 158, 149, 150 đó, à, Là những cái dòng cùng cùng với, 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 nhau Ở cái thời điểm lúc trước em có sổ những cái dòng đó Thì em cũng có biết là cùng cùng một thời điểm với nhau à, Rồi tiếp theo nữa, ở đây em có một cái cây hắc tướng cam, hắc tướng cam. Cây này thì hôm trước nó mới nở lại, mới nở lại nè cả nhà nhưng mà cái cái hình lúc trước á, cái hình cũ của em á là ở trong cái máy cũ của em á, hồi trước á, em em bị tai nạn thì cái máy cũ nó bị bể nát rồi, mà lúc trước á, cái 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 cái, cái uh, iCloud nó đầy á cả nhà, cho nên là em tắt em không có 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 lưu vào được á, thì mất cái hình cũ rồi, nó có cái hình mới nở hôm trước lại, nhưng mà nó lại nở ra cái lưỡi nó hơi bị tật một tí xíu thì cô chú anh chị nào nếu mà cảm thấy ok á thì mình liên hệ với em cây này là cây hát tướng hoa màu cam hoa màu cam à, hoa màu cam mà dạng là kiểu là cam cam màu màu cam cà rốt á màu cam cà rốt đó, dạng dạng đó à, hoa to hoa to thân lá đẹp nha cây này thân lá nó khá là đẹp tròn trịa lá to và thân lá cũng khá là mập hướng em chia sẻ là hướng một thân đầu đang chuẩn bị nhú rễ khá là nhiều rồi nè À, hướng thân đầu nguyên nhiên thân này là thân mới cho hoa hôm trước luôn á cây này thì khá ok nhưng mà nở lại á cái lưỡi nó hơi bị 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 tật một chút xíu ở phần lưỡi à, cái giá em chia sẻ cái thân đầu này á là 650 trăm năm thôi sáu trăm cho cái thân này cô chú anh chị nào mà sưu tầm thì liên hệ với em cái hình cũ lúc trước nó rất là đẹp nha cả nhà bông to tròn đẹp nhưng mà nó nở lại nó lại bị tật một thân đầu này á, hôm nay em sale cho cả nhà mình luôn 650.000 thôi Giá hôm nay tất cả trong cái, cái, sưu tầm hôm nay em chia sẻ Giá duy nhất trong hôm nay thôi đều là giá sale cho cả nhà mình hết Cô chú anh chị nào mà chưa có giống á, mà cảm thấy ok thì liên hệ với em 650 ngàn cho cái thân này là thân đầu nguyên dinh Thân này khá là mướt và khá là đẹp luôn Cả nhà mình xem nè Thân mập to Mập to và rất là khỏe, rất là mướt luôn Thân lá không có một chút lỗi gì luôn á cả nhà Rất là đẹp 650 ngàn Cây này là cây hắc tướng hắc tướng Hoa màu dạng là màu cam cam cà rốt đó, cam cà rốt Hoa rất là đẹp luôn Rồi tiếp theo em sẽ chia sẻ cho cả nhà mình một thân giữa Một thân giữa cây 158 phân thiết 158 phân thiết Hướng một thân giữa Hướng một thân giữa này á, thì em chia sẻ với giá là 1.300k Hiện tại nó đang còn hai mắt ngủ một mắt ngủ ở đây Đây cả nhà mình xem nè một mắt ngủ ở đây và một mắt ngủ ở phía bên này đó thân giữa thì sẽ có một nhát cắt ở đây đó thân này là thân đã cho hoa rồi và nó là một thân lớn nha cả nhà cả nhà mình xem này nó là một thân lớn 1.300k cho cái một hướng một thân giữa cây 158 thân thiết cây 158 thân thiết này bông rất là đẹp nha cả nhà bông to đẹp là một trong những cái cây khá là đẹp trong cái dòng 158 cô chú anh chị nào mà chưa có giống á, mà cảm thấy ok thì mình liên hệ với em. thân lá to thân lá nó khá là to thân lá nó khá là to và cây này hiện tại là cây trồng rất là cao và rất là đạt luôn đó À, 158 phân thiết nha 158 phân thiết em chia sẻ giá hôm nay là 1.300k cho cái thân này và ở đây em còn một thân một thân 062 Vũng Tàu thân đầu nguyên dinh luôn nè thân đầu nguyên zin này á, thì em chia sẻ giá sale luôn là một triệu mốt thôi 1.100k cho cái thân này cô chú anh chị nào mà sưu tầm thì liên hệ với em 1.100k giá hôm nay là giá sale luôn rất là ok luôn nha cả nhà thân đầu thân hoa thân đầu thân hoa nè cả nhà đó thân này á, nó là một thân cao nha nhưng mà do là nó lên á, nó nó lên thân nó bị võng cong vậy nè cả nhà cho nên á, cả nhà nhìn nó sẽ lùng nó sẽ lùng nhưng mà do lùng là đùng như kiểu này nè đó nhưng nếu mà nó lên thẳng thì nó sẽ khá là cao nha cây không không sáu hai vũng tàu nè cả nhà trồng đạt á thân nó khá là cao thân nó phải tầm 40 hơn 40 đó thì nó trồng đạt á trồng đạt cây này là nó kiểu là nó bị cong như này đó nó bị vòng cung luôn nè cả nhà nó lên thân đầu nhưng mà cái chậu nó ấy chậu nó nó sát mép chậu á cho nên là nó lên nó bị đưa ra ngoài nó vòng cung thì em tách một thân đầu zin một thân đầu zin mắt ngủ đầy đủ hết luôn 1100 k 1 triệu mốt cho cái thân 062 vũng tàu này thân đầu nguyên zin mắt ngủ đầy đủ luôn cả nhà đó giá sale cho cả nhà mình luôn rồi và em còn một thân còn một à, em còn một 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 thân đầu cái cây à, cây cây mã 151 nè cả nhà mã 151 đỏ tròn Mã 151 đỏ tròn hoa cây này á, nó to 16 cm đó cả nhà. Mã 151 đỏ tròn. Cây này màu hoa rất là đẹp luôn. Hướng một thân đầu này á, thì hôm trước anh khách ảnh chốt xong rồi cái ảnh đổi lại ảnh lấy cây cái 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 cây, 261 của em á, cây 261 viết anh đổi lại, anh anh đổi lại thân này. Thì thân này hôm nay em cũng sale cho cô chú anh chị mình luôn thân này là một thân đầu zin thân này thân lớn nha đây là cả nhà thân này là thân lớn nha cao hơn hai gang tay của em cao hơn hai gang tay của em đây bắt đầu nhú rễ rồi đang bắt đầu sưng sưng rễ ra và hai cái măng này nó tính nó nó, nó có khả năng là nhú lên cùng một lúc hai măng luôn cả hai bên đều xé vỏ lụa cả nhà cả hai bên đều xé vỏ lụa Thân 151 này á thì em chia sẻ giá sale cho cả nhà mình luôn là 1 triệu mốt cho cái thân này 1 triệu mốt cho cái thân này 1.100k cho cái thân này luôn cả nhà đó giá sale cho cả nhà mình sưu tầm luôn rồi thì trong cái video hôm nay á tất cả em đều chia sẻ cho cả nhà mình đều là những cái mặt hoa đẹp mặt hoa vip và giá phải nói là giá giá sale cho cả nhà mình luôn rồi ha thì cô chú anh chị nào mà cảm thấy yêu thích mặt bông nào thì mình cứ nhanh tay liên hệ với em tại vì uh, cây sưu tầm thì mỗi loại em chỉ tách được một hai thân như vậy thôi và chia sẻ